hôm cuối tuần con thích ngủ nướng lắm mà. Sao hôm nay con dậy sớm quá vậy? Con có chuyện này muốn khoe với mẹ nè. Sao? Hôm nay con có chuyện vui gì muốn kể cho mẹ nghe nè. Hôm qua con được 2 điểm 10 môn toán với môn văn luôn đó mẹ. Wow, con gái của mẹ giỏi quá. Vậy hôm nay con thích ăn món gì mẹ thưởng cho con nha, chịu không? Dạ chịu, mẹ làm liền đi, con đói bụng quá à. Vậy con thích ăn món gì nè? Con thích ăn món hamburger, với hôm trước cả nhà mình đi ăn ngoài quán đó mẹ. Hamburger hả? À mẹ nhớ rồi, một chút xíu nữa thôi là con sẽ được ăn món mà con thích. Yeah, cảm ơn mẹ. Rất vui được chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ gửi đến quý vị khán giả một món ăn rất là ngon, đó là món hamburger kiểu Mexico. Với món hamburger kiểu Mexico thì chúng ta phải cần chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy cô? Quý vị khán giả cần chuẩn bị 4 cái bánh burger, khoảng 200g thịt heo xay, 50g giò sống, 1 lòng đỏ trứng gà, xà lách, dưa leo, cà chua, hành lá và hành tây. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị khoảng 50g bắp Mỹ, ngò rí, ớt bột paprika, tương cà, tương ớt, hành tím băm, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào giai đoạn đầu tiên, là giai đoạn chúng ta sẽ sử dụng phần thịt để tạo hình những viên thịt chúng ta cho vào trong bánh mì burger. Quý vị khán giả sẽ cắt hành lá này nhỏ ra, cô cho luôn vào trong tô nè. Chúng ta sẽ cho vào thịt heo xay, giò sống, 1 cái lòng đỏ trứng gà, cho bắp Mỹ vào, ướp vào trong phần nhân thịt này, 1 muỗng cà phê hành tím băm, 1/4 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Trộn đều tất cả các nguyên liệu này lên. Lần này giao trọng trách này lại cho Kim Thảo nè. Dạ sẵn sàng, em sẽ giúp cô. Cà chua quý vị khán giả sẽ cắt lát mỏng. Dưa leo thì quý vị khán giả sẽ cắt những cái lát mỏng, độ dày khoảng chừng 2 ly. Và bây giờ thì cô sẽ cắt khoanh cái phần hành tây này. Bây giờ chúng ta sẽ chia phần nhân này ra làm 4 phần. Quý vị khán giả sẽ thoa một ít dầu lên tay và chúng ta sẽ vo viên những cái viên nhân này lại. Và khi vo viên xong thì chúng ta quăng cái viên thịt như thế này. Để làm gì vậy cô? Mục đích tăng thêm cái độ kết dính của thịt đó. Dạ. Kế đó quý vị khán giả sẽ vo thành viên tròn và chúng ta ấn dẹp một chút. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nên nhớ là sẽ dùng hai tay quật nhiều lần miếng thịt để cho thịt của chúng ta có độ kết dính cao nha quý vị. Và tiếp tục như vậy đến miếng thịt thứ hai. Và đường kính của miếng thịt mà khi chúng ta ép dẹp như thế này thì quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là nó sẽ vừa bằng với lại đường kính của miếng bánh burger. Vì như vậy thì khi chúng ta ăn á, cắn vào miếng thịt nó sẽ phủ đều phần bánh burger thì chúng ta sẽ thưởng thức được hết vị ngon của miếng thịt. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng lưu ý lại nha. Đó là chúng ta sẽ tạo hình miếng thịt làm sao cho đường kính bằng với bánh hamburger để mà khi ăn thì thịt sẽ phủ đều vào bánh hamburger. Như vậy thì chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Quý vị khán giả sẽ cho vào một ít dầu chỉ vừa đủ để mà dính ở phía dưới đáy chảo mà thôi. Chúng ta sẽ cho những miếng thịt vào chảo nè. Rồi. Và sau khi chúng ta đã áp chảo vàng một cái mặt rồi thì quý vị khán giả sẽ lật sang mặt còn lại và quý vị khán giả quan sát thử xem những miếng thịt của chúng ta mùi thơm thật là thơm luôn. Và đặc biệt là miếng thịt xém vàng nhìn thấy rất là hấp dẫn. Rồi như thế này là được rồi, cô sẽ lấy hết phần thịt này ra. Rồi chúng ta đã có 4 miếng thịt đã hoàn tất. Bây giờ quý vị khán giả sẽ sang đến phần là chúng ta làm sốt. Quý vị khán giả sẽ sử dụng 2 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu. Cho thêm vào khoảng 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh tương ớt. Và một nét đặc biệt của món ăn này để món ăn này có tên gọi là bánh hamburger kiểu Mexico, đó là bột ớt paprika. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 1 nửa muỗng cà phê bột ớt paprika này. Rồi phần sốt đã làm xong. Bây giờ thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị sang phần chúng ta kẹp nhân này vào. Dùng dao xẻ ngang miếng bánh như thế này. Chúng ta sẽ lần lượt phết sốt vào một mặt và phết sốt sang mặt còn lại. Cho một lớp hành tây vào, cho một miếng salad vào. Rồi đặt vào đây khoảng chừng 2 hoặc là 3 miếng cà chua. Chúng ta cho khoảng 3 miếng dưa leo nữa. Dạ. Cuối cùng là chúng ta sẽ cho một miếng thịt vào. Tiếp tục cho một khoanh hành tây vào. Và một nhánh ngò nữa để vào. Và món ăn chúng ta như vậy hoàn tất. Quý vị khán giả sẽ khép miếng bánh lại và chúng ta đặt lên đĩa. Quý vị khán giả sẽ bày ra đĩa và mời người thân của mình cùng thưởng thức thôi.
Rồi, đây là phần của Kim Thảo nè. Dạ, em cảm ơn cô. Wow. Cô ơi, vị của thịt, rau củ và bánh mì kết hợp với nhau rất là hài hòa. Và sốt mayonnaise aji mayo đã có một cái vị béo béo nhẹ nhẹ. Bên cạnh đó có một cái độ chua chua ngọt ngọt cũng nhẹ nhẹ nữa, làm cho hamburger của chúng ta ăn rất là ngon. Và Kim Thảo cảm nhận được thịt không bị khô nè. Thỉnh thoảng ăn cắn trúng một hạt bắp thì nó tạo một cái cảm giác rất là thú vị luôn. Chắc chắn là món hamburger kiểu Mexico sẽ là một gợi ý rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là ăn sáng, hoặc là thậm chí nếu như mà chúng ta quá ngán cơm rồi, có thể làm món này để ăn trưa, ăn chiều, ăn tối cũng được ạ. Và quý vị ơi, nếu như quý vị đang có những thắc mắc hay là muốn yêu cầu món ăn gì đó, hãy gửi đến cho chương trình của chúng tôi, đừng ngần ngại nhé. Bởi vì các đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, và trong đó có cô Dự Thảo nữa, chắc chắn sẽ rất sẵn lòng để có thể giải đáp cũng như là đáp ứng yêu cầu của tất cả quý vị. Hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ rất quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 0838237557. Và quý vị ơi, hãy truy cập vào trang web mongonmoingay.com thường xuyên nhé, để có thể lên thực đơn hàng ngày cho gia đình của mình, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị, và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.